Hello, xin chào tất cả quý bà con, cô bác, anh chị em trên kênh youtube của Lộc Nguyễn Đẹp Trai và cộng đồng mạng trong và ngoài nước. À, hôm nay Lộc Nguyễn xin muốn nói về một đề tài đó là youtuber Long Ngô. Thì như các bạn đều biết rằng trong buổi live stream ngày 14 tây tháng 11 năm 2021 tại trường đua Đại Nam à, đã có một buổi live stream, à, thu hút à, gần 1.000 người tham dự và cả trăm youtuber và trên diễn đàn gồm có ông Quỳnh Huy Dũng là chồng của bà Nguyễn Phương Hằng và những khách mời như Long Ngô, Vlog Trúc Ngưng và anh chính. Thì à, các bạn đều biết rằng buổi livestream này là một buổi livestream mà cực kỳ hay và có sức thu hút cả trong và ngoài nước. Thì buổi livestream hôm đó xoay quanh về vấn đề ông Dũng à, nói về vấn đề của nhà báo Hàn Ni đã tố cáo ông Dũng rằng đã à, huy động tiền 288 tỷ của tất cả những mạnh thường quân gửi vào quỹ hàng Ngũ và sau đó ông ta đã bỏ trốn và cô Hàng Ni còn nói rằng à, vợ chồng ông Dũng đã cướp đất người dân ở tỉnh Bình Dương và sau đó ông Dũng đã có buổi trần tình với tất cả trên 1.000 người có mặt tại à, buổi livestream đó và hàng trăm youtuber rằng mức đền bù của ông ta khi ông ta lấy đất của người dân là bằng giá của thị trường và có thể là hơn nữa chứ ông ta không cướp và ông ta đã tuyên bố thẳng thần rằng sẽ à, nhờ luật sư à, kiện nhà báo hàn ni lên công an rằng đã nói ông ta cướp đất và nói ông ta biển thủ 288 tỷ tiền của quỹ hàng ngũ và sau đó bỏ trốn và ông ta nói là sẽ kiện nhà báo Hằng Ni này ra tòa. Thì buổi livestream đã xoay quanh về vấn đề mà nhà báo Hằng Ni và nhà báo Đức Hiển. Còn nhà báo Đức Hiển là đã có những hành vi và lời nói kêu bà Nguyễn Phương Hằng là đối tượng thì ông Dũng lò vôi cũng rất là tức giận à, và nói rằng chữ đối tượng chỉ dành cho những người đã phạm tội giống như là đối tượng à, giết người à, đối tượng trốn chạy trốn chạy giam và đối tượng ăn cắp đó là những người đã phạm tội rồi thì mới kêu là đối tượng trong khi đó bà Nguyễn Phương Hằng À, chưa có một vấn đề gì với lại tòa án cũng chưa có một vấn đề gì là phạm tội mà ông nhà báo đức hiển đã gọi bà nguyễn phương hằng là đối tượng đây là một sự à, mỉa mai xúc phạm danh dự tới bà nguyễn phương hằng rất là nghiêm trọng và do đó ông dũng lò vơi cũng rất là tức giận và nói nhà báo à, đức hiển này đã thay mặt luôn cả cô cơ quan tố tận à, cơ quan à, tớ tụng à, à, về hành vi của nhà báo đức hiển này đã thay mặt luật pháp đã thay mặt luôn cả cơ quan hành pháp tư pháp và luật pháp à, kết án bà nguyễn văn hằng và kêu bà nguyễn hằng là đối tượng và à, ông ta cũng nói sẽ kiện luôn nhà báo đức hiển này ra tòa thì sau đó bà nguyễn phương hằng có hỏi ông chinh lê cũng là một khách mời anh suy nghĩ như thế nào về công ty điền quân thì anh chinh lê cũng đã nói rằng à, công ty điền quân là một công ty truyền thanh và, và tổ chức những game show lớn của à, miền nam và cụ thể là khu vực thành phố hồ chí minh và công ty điền quân này đã À, cấu kết với lại uh, Thiền tiền am bên bờ vũ trụ để lăn xê năm chú tiểu uh, này lên thành nổi tiếng và do đó công ty điền quân này đã gian lận trong vấn đề lý lịch của năm em bé này vì năm em bé này đều có mẹ sống tại uh, thiền am bên bờ vũ trụ là những ni cô và do đó không thể nào dưới sự uh, biết rất rõ về làm truyền thanh và truyền hình và biết rất rõ về siêu lịch từng thí sinh tham gia nhưng công ty Điền Quân vẫn làm ngơ và bia cho Tiền bên bờ vũ Trụng nói chung và năm chú tiểu nói riêng để à, tham gia thách thức thanh danh hài và đã đoạt giải quán quân hai năm liền 2018 và 19 và do đó à, anh Chinh Lê này đã nói rằng đây là một sự gian lận và có một sự coi như là thâm đồng kết hợp của thiền am bên bờ vũ trụ và công ty điền quân và sau khi nổi tiếng rồi thì không biết là à, tiền của những mạnh thường quân ở bên mỹ và tất cả thế giới và luôn cả những người trong nước đổ vào công đổ vào thiền am bên bờ vũ trụ nghe nói một năm cả mấy tỷ đô à, mấy tỷ đồng tiền việt nam À, mà không biết có sự chi chát gì không giữa công ty Niền Quân và Thiên A bên bờ vũ trụ nhưng chắc chắn kênh YouTube năm chú tiểu của Thiền A bên bờ vũ trụ bây giờ đã đạt số lượng là trên 2 triệu người đăng ký à, và chính à, à, nhất nguyên là người đại diện của công của Thiền A bên bờ vũ trụ và Hoàng Nguyên là hai người mà lê tùng vân là giáo chủ của thiền an bên bờ vũ trụ cũng rất tin tưởng vào hai người này sau này sẽ là người kế vị của mình thì hai người này đã tuyên bố thẳng thần rằng kênh youtube năm chú tiểu đạt trên số lượng 2 triệu subscriber bây giờ do công ty network điền quân quản lý thì có nghĩa rằng số tiền mà công ty điền quân à, lấy của kênh youtube này thì hoàn toàn thuộc về tiền của công ty điền quân vì công ty điền quân đã có à, công bia năm chú tiểu à, đi thi thách thức danh hài và đọt quán quân và nói rằng năm chú tiểu này là mồ côi và từ đó thì dòng tiền của tất cả những người việt nam trên toàn thế giới À, và luôn cả trong nước việt nam cảm thấy thương của, cho năm chú tiểu này nhất thứ nhất là mồ côi thứ hai là rất là có tài và do đó rằng à, đã nuôi sống bằng số tiền của những mạnh thường quân giúp cho thiền an bên bờ vũ trụ bây giờ có một số tài sản rất là lớn nghe nói rằng ông lê tùng vân đã mua đất đai rất nhiều ở các tỉnh bến tre long an và tiền giang và hàng năm à, ngoài tiền ra thì những thùng đồ của những mạnh thường quân tại nước ngoài cũng đều gửi về rất là nhiều à, và do đó à, tài sản ngay tại của thiền an bên vờ vũ trụ rằng đã có 5 6 chiếc xe SH xe tay ga SH và 5 6 chiếc xe hơi đời mới đó là do công của công ty điền quân à PR lên và ngược lại công ty Điền Quân cũng lấy toàn bộ lại số tiền trên kênh YouTube 2 triệu sub của năm chú Tiểu. Và đây là một sự ăn chia mà chúng ta thấy rõ ràng. À. Thì trở à, ngược lại về vấn đề mà buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng à, vào ngày 14 tây tháng 11 trên trường đua Đại Nam thì YouTuber à, Long Ngô đã nói một câu trong cái buổi mà nói chuyện đó rằng à, báo chí cộng sản kết hợp với phản động đánh phá bà nguyễn phương hằng thì không biết câu nói này do anh long ngô à, vì vô tình hay cố ý hay là vì rung quá mà anh ta nói không chuẩn và sau đó thì báo chí việt nam trên những tờ báo giống như là báo lao động báo thanh niên báo tuổi trẻ báo pháp luật cũng đồng loạt đưa tin ngày hôm sau rằng anh long ngô đã phát biểu một một cái câu nhục mạ báo chí của nước việt nam nhục mạ đảng cộng sản việt nam và do đó rằng yêu cầu bộ thông tin truyền thanh phải xử lý anh long ngô này và sau đó một ngày thì ngày 16 tây tháng 11 bộ thông tin truyền thanh à, đã ra một văn bản gửi về cho bộ thông tin tỉnh Bình Dương yêu cầu phải làm rõ vấn đề à, câu nói của anh Long Ngô và rà soát lại buổi livestream đó tất cả mọi người có à, chấp hành à, tiêu chuẩn 5K của à, bộ thông tin truyền thanh đưa ra hay không là phải chích ngừa hai mũi, phải có khẩu trang, phải đứng giãn cách, phải có thuốc xịt tay và <laughs> thì do đó thì à, bộ thông tin truyền Thanh Bình Dương sẽ à, kết thúc à, điều tra và gửi về bộ thông tin truyền Thanh ngoài Hà Nội à, trước ngày 30 tây tháng 11. À, và sau đó thì à, trong ngày À, à, bà Nguyễn Phương Hằng có hứa rằng sẽ lên à, trên báo pháp luật à, gặp nhà báo Đức Hiển Nhưng à, trước đó một tiếng sau khi chuẩn bị đi thì à, à, Tổng biên tập của báo pháp luật đã gửi một tin nhắn vô máy của bà Phương Hằng nói rằng à, Vì dịch bệnh cho nên à, không thể tiếp bà Nguyễn Phương Hằng được Và Tôi là tổng biên tập cũng không có nhu cầu để tiếp bà. Thì bà cũng có một số YouTuber đã tới trước đó khoảng 9 giờ thì theo như lịch trình của bà là 10 giờ và cũng đã điện về báo cho bà biết rằng có rất nhiều công an đã đứng trước báo pháp luật và đã giải tán tất cả những YouTuber đứng chung quanh. Do đó bà Nguyễn Văn Hằng cảm thấy À, tổng biên tập đã gửi cho mình một cái tin nhắn như vậy, từ vì bà không có à, muốn vi phạm pháp luật cho nên bà Vũ Phương Hằng cũng không đi và sau đó 2 giờ thì à, báo à, Sài Gòn Giải phóng thì đã bà cũng đã gửi một cái yêu cầu rằng sẽ gặp tổng biên tập nhưng không có thấy sự phản hồi à, do đó 2 giờ bà đã cùng tất cả những ekip của mình đi tới báo Sài Gòn Giải phóng và đã gặp những bảo vệ đứng trước tòa soạn nói rằng nhà báo Hàng Ni đã không tới tòa soạn từ khi dịch bùng phát tới bây giờ là có khoảng là nếu mà dịch bùng phát tại thành phố Hồ Chí Minh là khoảng tháng 3 thì tới bây giờ là tháng 11 là 8 tháng rồi thì có nghĩa rằng bảo vệ nói rằng từ khi dịch bùng phát thì cô Hằng Ni đã không tới tòa soạn báo nữa nhưng bà Nguyễn Phương Hằng đã đưa ra một cái hình ảnh trong cái phone Thì cô ta chụp vào ngày 14 tây tháng 11 Vào lúc sáng à, Cầm một cái máy chụp ảnh Và chụp à, ra ngoài, à, ngoài đường Nói rằng à, à, Người có văn hóa không tiếp người vô văn hóa Thì bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã nói với bảo vệ Rằng tại sao nói rằng à, không Cô Hằng Ni không lại mà lại chụp cái tấm hình này Thì bảo vệ nói rằng À, không biết như thế nào chị có liên hệ tiếp với hàng ni nhưng hiện tại báo Sài Gòn Giải Phóng không tiếp bất cứ một người nào độc giả nào thì bà Nguyễn Phương Hằng cũng đành đi về thôi chứ mình không thể là náo loạn hay là gây sự vì mình là người bà Nguyễn Vân Hằng là người thượng tôn pháp luật cho nên không thể làm những cái việc trái pháp luật quy định và sau đó bà Nguyễn Vân Hằng đã về à, thì trên xe lúc trở về <laughs> thì bà Nguyễn Phương Hằng có nói về vấn đề Long Ngô. thì bà Nguyễn Phương Hằng có nói rằng, à, thì trong cái buổi livestream đó tôi cũng rất tôi mời cũng rất là nhiều người tham dự vào à, khách mời. thì trong đó có anh Long Ngô. thì trong phần phát biểu của anh Long Ngô có nói rằng à, báo chí của cộng sản kết hợp với phản động đánh phá bà Nguyễn Phương Hằng thì bà Nguyễn Phương Hằng cũng có nói rằng có lẽ là anh Long Ngô à, phát biểu à, không có chuẩn không có đúng lắm có vật à, vì anh Long Ngô có vẻ hơi rung hơi khớp à, cho nên phát biểu thiếu chuẩn mực và sau đó bà Nguyễn Phương Hằng có nói rằng à, nếu cùng lắm là anh Long Ngô chỉ bị xử phạt hành chính 7 triệu rưỡi 7 triệu rưỡi vì phát ngôn à, linh tinh thiếu chuẩn mực mà thôi còn mà nếu mà để ghép tội ảnh vào phản động mà để bắt ảnh thì không có uh, chuẩn lắm vì muốn ghép người ta vào một tội thì phải có một quá trình hoạt động của người ta như thế nào thì mới bắt người ta được thì chốt lại là bà Nguyễn Văn Hằng có nói rằng uh, anh Long Ngô phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về phát ngôn của mình uh, và khi đi ra ngoài cho công chúng khi phát biểu thì mình phải à chỉnh chu và phải suy nghĩ kỹ càng để không bị vạ miệng và câu chốt cuối cùng của bà nguyễn phương hằng nói rằng cùng lắm anh long ngô chỉ phạt 7 triệu rưỡi mà thôi còn trong buổi live stream đó ông dũng lò vôi và bà nguyễn phương hằng không có nói à, sai về vấn đề gì hết mà chỉ nói về vấn đề à, của nhà báo hàn ni và đức hiển mà thôi không có một câu nào nói à về lịch chuẩn hết. Và do đó bà Nguyễn Văn Hằng có nói rằng à, sẽ rút kinh nghiệm về sau sẽ không có mời anh Long Ngô lên để mà livestream nữa. Thì trải à, qua sự việc này thì chúng ta thấy rằng à, cái vấn đề mà của anh Long Ngô chỉ là một câu nói sơ xuất mà thôi, nhưng tất cả các báo đài đều đăng tin đồng loạt và quy chụp cho anh Long Ngô rằng à, câu nói của anh Long Ngô đã có sự đồng tình thỏa thuận xúi à, dục của bà Nguyễn Phương Hằng. Vì bà Nguyễn Phương Hằng làm chủ à, của cuộc live stream đó. Thì tất nhiên trước khi live stream đã có một sự dàn dựng và một cuộc à, nói chuyện trước rồi. Nhưng cái đó chỉ là suy diễn của bọn nhà báo bẩn Hàng Ni hay Đức Hiển hay là những anti-fan mà thôi nhưng đối với à, luật pháp việt nam thì người nào làm thì người đó phải chịu long ngô phát biểu à, thiếu chuẩn mực à, thì long ngô sẽ bị chịu tội trước pháp luật còn đại nam nói sai thì cũng phải chịu tội trước pháp luật hẳn hòi rạch ròi là như vậy chứ không phải quy chụp anh long ngô nói một câu vậy mà nói là đại nam à, đã giàn dựng và nói anh long ngô phải nói như vậy là sai hoàn toàn thì không biết à, sau khi sở thanh tra truyền thông của tỉnh bình dương đã sau khi làm việc với ông dũng lò vôi với bà quỷ vân hằng rồi thì sẽ có kết luận như thế nào nhưng theo lộc nguyễn đẹp trai nghĩ rằng à, mức độ mà của anh long ngô khi phát biểu câu đó thì sẽ bị xử lý hành chánh và sẽ anh Long cũng sẽ giải trình với cơ quan phát thanh và truyền thanh tỉnh Bình Dương à, và cùng lắm thì phạt 7 triệu rưỡi mà thôi còn ông Dũng lò vui với là bà Nguyễn Phương Hằng thì yếu thì sở thanh tra tỉnh Bình Dương chỉ có một cái là đang rà soát lại cuộc live stream đó có bảo đảm quy tắc phòng chống dịch 5K không nhưng mà nghĩ vấn đề đó thì bà nguyễn phương hằng cũng đã nói trên buổi live stream trên xe của bà sau khi bà đi thăm Hàng ni về rồi thì uh, công ty đại nam đã cho những người mà vào tham dự cuộc live stream đó là phải chích ngừa hai mũi phải có khẩu trang và phải đứng giãn cách <laughs> thì vấn đề đó thì mình nghĩ cũng không có gì là lớn hết tại vì bà nguyễn Vân hằng cũng đã xin phép rồi và mọi việc cũng chú trọng vào anh long ngô mà thôi và mình nghĩ rằng sẽ không có sự việc gì xảy ra và anh long ngô chắc chắn một điều rằng sẽ xử phạt vi phạm hành chánh về câu nói à, báo chí cộng sản kết hợp với phản động đánh phá bà nguyễn phương hằng thì câu nói này À, chỉ nặng nhất là hai từ cộng sản mà thôi. Nếu anh ta nói rằng báo chí hai mặt à, kết hợp với phản động nước ngoài đánh phá bà Nguyễn Phương Hằng thì nó sẽ chuẩn hơn. Nhưng anh ta lại nói báo chí cộng sản thì không có đúng lắm. Nói chung chung, từ báo chí cũng có tờ báo tốt và tờ báo xấu cũng có phóng viên tốt, phóng viên bẩn. Và do đó hy vọng rằng mọi việc này sẽ kết thúc trước ngày 30 tây tháng 11 sau khi Sở Thông tin và Truyền thanh tỉnh Bình Dương gửi báo cáo về thì chắc có lẽ chỉ có một mình anh Long Ngô bị xử phạt hành tránh mà thôi. Còn vấn đề bà Nguyễn Phương Hằng với ông Dũng Lò vôi tổ chức buổi live gym. cùng lắm thì Sở Thông tin Truyền thông sẽ nói rằng à, mai mốt nếu có tổ chức live stream thì phải cố gắng à, nói cho những người ngồi nghe livestream phải tuân thủ thật là tốt vấn đề à, phòng chống dịch 5k à, thì vai hàng gửi tới cộng đồng mạng trong và ngoài nước và Lộc Nguyễn xin à, gửi lời chào và tạm biệt à, tới À, tất cả cộng đồng mạng trong và ngoài nước Và đặc biệt cảm ơn tới tất cả 348 người Đã đăng ký trên kênh youtube của Lộc Nguyễn Đẹp Trai Một lời chào thân mến và trân trọng nhất Và những anh chị em cô chú bác nào à, Vô tình lướt ngang kênh youtube của Lộc Nguyễn Đẹp Trai à, Xem xong video của Lộc Nguyễn Nếu cảm thấy thương Lộc Nguyễn thì xin cho Lộc Nguyễn một cái đăng ký để Lộc lấy đó là một động lực à, tiếp tục làm những video về sau để phục vụ cho đại gia đình chính nghĩa trên kênh YouTube của Lộc Nguyễn đẹp trai xin kính chào và tạm biệt.